Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay là Lợi TV đang có mặt tại thôn Nậm Nhìn của xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Vâng, chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái khung mẫu nhà sàn bê tông ở nơi đây. Đây là khung mẫu nhà sàn của người dân tộc Tày đây mọi người này. Quý vị và các bạn cùng tham khảo qua. Vâng, bên đây là toàn cảnh cái đằng trước. Thì nhà này sẽ làm và lập lá cọ. Đây mọi người, lá cọ thì bên này sẽ đã ấy xong hết rồi, để phơi khô để lên lợp thôi. Nhà này là 3 gian, 2 trái nhá. Đây, đây quý vị các bạn cùng xem cái bên trái lách và nhìn hàng 7 khá là đẹp. Thì đòn tay ở đây thì lại là đòn tay gỗ mọi người ạ. Trên kia đang xa xa thì có cô bé đang tô hoa văn của cái những đầu lợn này. Đây thì từ mặt sàn này lên trên, từ mặt dưới đất lên mặt sàn này là cao 2,5 m nhé mọi người nhé. Đây nhìn quý vị các bạn kia, trên kia là các anh đội thợ làm, mời quý vị các bạn là TV lên trên. Đây là cầu thang, các bạn cùng xem này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là 7 này, con 7. Quý vị và các bạn này, đây là anh thợ thi công thiết kế nhà sàn này. Vâng, anh tự giới thiệu anh tên là gì nhỉ? Mình tên là Vàng Văn Huyên. Vâng, anh là thi công cái nhà mẫu nhà sàn này là hết bao nhiêu tiền một vì nhỉ anh nhỉ? Mình 15 triệu vì ạ. Vâng, những hoa văn này là mình làm và thiết kế đổ trực tiếp luôn nhỉ? Mình đổ tiếp luôn đấy. Đây là chuyến 3 này. Vâng, cái này là một gian, là mỗi một gian là rộng hai mét, gian này là 2,2 m này, gian này 2,2 m này, gian này gian chính là 2,2 m phải không? Gian này 2,2 m, gian giữa là 2,5 m. Gian giữa là 2,5 m, còn cái trái này, trái là 2,2 m. Đây là gian, còn cái những cái mẫu này là mình làm hiện tại ở đây là 15 triệu một vì phải không? 15 triệu một vì đấy. Còn dê hoa văn này kia là chủ nhà tự tô à? Vâng, đấy là đang làm đấy, chủ nhà ấy. Chủ nhà, thế độ chiều cao từ dưới này lên trên này là bao nhiêu nhỉ? Từ cái lên xà đấu nhỉ? Đúng rồi, gọi là 2,5 m. 2,5 m hết à? Vâng. Còn từ cái cột này lên trên cột đầu lóc kia là hết là 2,5 m nhỉ? Hai gọi là máy độ dốc đây là 60 thì là lên là 1,2 m nữa. Hai, đây là 3 gian 2 trái, hiện tại cái này là 15 triệu một vì. 15 triệu. Tại đây. Hoa văn ngon nhỉ? Hoa văn chuyển 3. Đây, quý vị và các bạn cùng theo dõi qua cái mẫu này. Cái mẫu này lại làm bằng dát nhé. Đổi. Sẽ làm dát, làm đúng theo kiểu truyền thống. Còn cô bé kia đang vẽ tô kìa. Có run không em ơi? Cái chữ kia là chữ gì đây? Đấy. Em vẽ em phải biết chứ nhỉ? Đây những câu đầu khá đẹp nữa. Đây, đây là tô hoa văn trước khi lập mái và lan sơn. Đây vẫn là thôn Nậm Nhìn nhỉ? Đây là những xà để làm những con những cái tủ hậu sau mọi người nhé. Đấy, người mình là người tay đen nhỉ? Tay đen. Con 7 này mình làm dài bao nhiêu đây? 7,5 m ạ anh ạ. Mét dưới à? Kia kéo xó ấy. Kéo xó còn 7 và truyền của những con kê này. Khá là đẹp này. Cái xà đấm này, xà đấu này. Đây là cái nhà chị ra đây, đây một cái ao khá là đẹp luôn. Nhà đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Đây là hành lang này. Sẽ làm bằng giáp nhé. Nhà này làm sẽ làm truyền thống mọi người ạ. Đây, tần cạch bên ngoài và xung quanh của ngôi nhà. Đây đang nghĩa ván này. Đây là nghĩa ván cửa. Cửa sẽ đi đằng trước này nên. Đây là toàn cảnh bên đằng sau mọi người này.
Đây hoa văn trên con lợn này khá là đẹp luôn mọi người này. Thank you.